Thưa quý vị, sau 8 tờ trình, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 hay còn gọi là Quy hoạch điện 8 đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quy hoạch điện 8 bảo đảm cung cấp đủ nhu cầu điện trong nước, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với mức tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7% một năm trong giai đoạn 2021-2030, khoảng từ 6,5 đến 7,5% một năm trong giai đoạn 2031-2050 bảo đảm cung cấp điện an toàn, tin cậy, đáp ứng tiêu chí N-1 đối với vùng phụ tải quan trọng và N-2 đối với vùng phụ tải đặc biệt quan trọng. Đến năm 2030, độ tin cậy cung cấp điện năng thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN, chỉ số tiếp cận điện năng thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN. Việt Nam phần đầu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu. Đáng chú ý, quy hoạch điện 8 ưu tiên phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất điện, đạt tỷ lệ khoảng 30,9 đến 39,2% vào năm 2030. Dự kiến đến năm 2030, hình thành hai trung tâm công nghiệp dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng, bao gồm sản xuất, truyền tải và tiêu thụ điện, công nghiệp chế tạo thiết bị năng lượng tái tạo. Giai đoạn 2021-2030, ước tính tổng vốn đầu tư phát triển nguồn và lưới điện truyền tải tương đương 134,7 tỷ đô la Mỹ. Bộ công thương chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu tài liệu, hệ thống sơ đồ bản đồ và cơ sở dữ liệu trong hồ sơ quy hoạch, bảo đảm thống nhất với nội dung của quyết định. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025. Chương trình được thực hiện trên phạm vi cả nước và tại một số quốc gia có mối quan hệ văn hóa lâu dài với Việt Nam. Trong đó sẽ triển khai các chương trình nhiệm vụ bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo cho khoảng 2 di sản văn hóa thiên nhiên được UNESCO ghi danh, khoảng 15 di tích quốc gia đặc biệt có giá trị đang xuống cấp nghiêm trọng, hỗ trợ chống xuống cấp, tu sửa cấp thiết khoảng 150 di tích cấp quốc gia, đẩy mạnh xây dựng hồ sơ khoa học các di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu hoặc có nguy cơ mai một cần được bảo vệ khẩn cấp.